Chúng ta đều biết một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng sâu răng đó là do không đánh răng thường xuyên. Tuy nhiên do cuộc sống bận rộn và guồng quay chóng mặt của công việc cũng như là của gia đình, có không ít người thì thường quên đánh răng hay là rơi vào tình huống muốn đánh răng nhưng mà lại thiếu mất bàn chải hay là kem đánh răng hoặc là thiếu cả cốc nước. Vâng, tuy nhiên thì một công ty tại Séc mới đây đã ra mắt một bàn chải hết sức là độc đáo với quảng cáo là được sản xuất từ cành cây và không cần tới kem đánh răng. Và đây được xem là một giải pháp tối ưu giải quyết tình trạng lười hay là quên đánh răng của rất là nhiều người. Và các chuyên gia xã hội thì dự báo là nếu được khách hàng đón nhận thì sản phẩm mới này sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực vệ sinh răng miệng. Bàn chải đánh răng thế hệ mới được làm từ cây gai Misswak. Ở một số vùng thì người ta gọi đây là cây bàn chải đánh răng vì từng được thổ dân bản địa sử dụng cách đây 7.000 năm như những bàn chải đánh răng thô sơ đầu tiên trên thế giới vì có những công dụng đáng kể trong việc vệ sinh răng miệng. Hãng Yonni tại Séc thì đưa ra lời quảng cáo rằng là chưa bao giờ việc đánh răng lại trở nên tiện lợi như bây giờ khi bạn chẳng cần đến cả kem đánh răng riêng lẫn một cốc nước để súc miệng. Hãng cũng nhấn mạnh vào đặc điểm của bàn chải là có đầy đủ các khoáng chất và vitamin giúp ích đáng kể trong việc ngăn ngừa sâu răng, tái tạo men răng, làm trắng răng, duy trì độ pH ở mức độ phù hợp và mang lại hơi thở thơm tho cho người sử dụng. Được biết là công ty Yonni tại Séc đang giao bán chiếc bàn chải đặc biệt này với giá chỉ tương đương khoảng 110.000 đồng Việt Nam. Các nghiên cứu của các nhà khoa học trong lĩnh vực thực vật học cũng khẳng định rằng là thành phần của cây gai Misswak có chứa các chất kháng sinh và vitamin C, không chỉ có tác dụng làm sạch răng miệng mà còn khiến cho chân răng trở nên chắc khỏe và giảm tình trạng chảy máu chân răng.